Vâng, chào quý vị các bạn, trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom ô tô Hà Nội Ford, địa chỉ 94 Ngô Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Như quý vị các bạn có thể thấy ở đây, mình đang chuẩn bị giao một chiếc GLS AT xanh tiên thanh. Hiện nay thì mẫu xe này đang về khá là nhiều. Tất nhiên nó không còn hiện tượng như ở trên mạng có nói vừa qua, đó là bia kèm lạc hay mua kèm phụ kiện. Giá niêm yết của phiên bản XLS số tự động một cầu này đang là 650 triệu. Chương trình khuyến mại hay giá tại thời điểm khách hàng là tham khảo, để vui lòng liên hệ trực tiếp mình có hotline đang đính kèm trên video này. Màu khá là hiếm gặp ở phiên bản này, đa phần nó là trắng đen hay ghi vàng. Với nhiều cải tiến mới như là cruise control, vô lăng trợ lái điện, option nội thất, có thể nhận ra nó là phiên bản XLT 2017 xưa. Đi kèm với đó là máy nâng cấp thêm 10 mã lực, 160 mã. Thì phiên bản XLS số sàn hay số tự động một cầu đều bán rất là chạy. Nên tiếc một tí là phiên bản này không được trang bị cảm biến hay cam lùi. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu tham khảo xe hay đặt hàng nhận màu như này, vui lòng liên hệ trực tiếp với mình.